là thứ nhất là có bác Kim Hoàng ở Mỹ là gửi 3 triệu 100 ngàn, và thứ hai thì có chị Trần Đỗ Giáng My ở Hồng Kông là 2 triệu 500 ngàn, và thứ ba thì có hai chị Nguyệt Thúy là 2 triệu, và thứ tư thì có bà Vương Kim Thanh ở Mỹ là 2 triệu 4 triệu 824 nghìn, thứ năm thì có bà Sang Du Oliva là ở Mỹ là 4 triệu 824 nghìn, và thứ năm thì có bà Mary Vương gửi 2 triệu 412 nghìn, và thứ bảy thì có bà Đàm Thị Thảo gửi 1 triệu 206 nghìn. Tổng cộng cháu Đức nhận được cái khoản tiền sơn này thì là 20 triệu 866 nghìn, và trong đó thì cháu Đức đã chi đi tiền sơn của mấy anh em mà công thợ tổng tất cả là 19 triệu, và còn dư là 1 triệu 866 nghìn. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tiết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin được mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cái thức phim hôm nay thì có lẽ là cái ngôi nhà của ba ông cháu đã mặc lên cho mình một cái áo mới thôi cô bác. Một cái màu áo mà phải nói là rất là đẹp cô bác ạ. Hôm nay thì cháu Lực cũng nhìn thấy là có các em Sử với lại thêm bạn của em Hải nữa. Em Hải thì vừa rồi đi xuống cái nhà để lấy cái xô về, để một tí nữa mấy anh em sẽ lau lại cái nhà cho nó sáng bóng thêm một chút cô bác ạ. Rồi, anh chào Hải nhá. Chào anh ạ. Rồi. Chào Hải, xin mến chào quý ông bà cô chú chị ạ. Rồi. Ôi Hải hôm nay mặc luôn bộ áo này à? Vâng. Hôm nọ thì cháu Lực đưa em Hải với em Sử là đi mua ra chợ mua quần áo cô bác. Ở đây thì còn vài cái vỏ
sơn các bác. Thì cái vỏ này cháu Lực cũng đã xin lại của mấy anh em đội thợ để cho ba ông cháu sau này có cái xô này để mà thí dụ như đựng rác hay là đựng nước gì đấy cô bác. Đấy, vào trong ngôi nhà thì khi mà đã sơn xong nhìn trông rất là đẹp cô bác ạ. Nào, Sử ơi. Đây. Đấy. Em Sử thì trông rất là đẹp trai cô bác. Có vẻ như là sơn xong thì nhìn trông rất là đẹp cô bác, và màu của nó cô bác. Đấy, sơn thì phải nói là sơn mọi cái rất là mịn cô bác ạ, sơn này ấy. Sơn này thì sơn phải nói là khi mà cháu Lực lựa chọn ấy, thì các anh thợ ấy cũng không nghĩ rằng là lựa chọn cho cái màu sơn để mà sơn sơn vào nhà ở trong bản đấy. Ở đây thì cũng có cả thêm là bạn của các em Sử nữa, là của em Hải. Đây, hầu như là mấy anh em sơn của bác thì cũng không có dính gọi là khá là nhiều cả. Ở đây thì mấy anh em gọi là lau cái lớp bụi của cái nước sơn đấy các bác, lau ra. Đấy, màu đây thì có vẻ như là bây giờ cháu Lực đang ghi hình thì nó có vẻ là hơi tối tối một chút cô bác, nhưng mà nếu mà ở trong tận mắt mà chứng kiến thì nó sẽ hơi gọi là hơi trắng trắng sứa, màu sáng sáng một chút. Thế là vừa rồi là hai anh em là khắc lên đây để lâu à? Vâng. Sở nhìn thấy sơn xong thì ngôi nhà của mình khác hẳn không? Có ạ. Đây, bên này thì có vẻ như là các bạn này sơn khá là đông vui nhỉ. Đấy, ở kia là có một bạn là con của nhà chú, còn hai bạn là ở trên nhà của các em cô bác ạ. Đây là bạn của Hải à, Hải ơi. Ở đây thì phải lau qua vài lần thì nó mới hết cái nước của sơn các bác, cái nước bụi ấy. Nên hầu như là cái sàn nhà thì không có dính một chút là sơn nào cả. Đấy, khi mà các anh em thợ đi vào sơn thì các anh em thợ cũng đã dùng những cái tấm bạt để mà che chắn tất cả mọi cái rồi. Sơn xong thì vào nhìn cái ngôi nhà mà nó rất là sáng luôn. Đấy, bây giờ chỉ cần là đợi lắp cửa sổ nó thôi là cũng xong rồi. Thế Hải là hôm nay không học à Hải? Học một buổi à? Thế là buổi chiều là không có học đúng không? Thế là buổi chiều không học là cùng anh Sử là lên trên này lau dọn luôn à? Thế một tí nó phải quét ở ngoài sân nữa nhỉ? Sân thì anh nhìn cũng đang thấy là khá là nhiều đá sỏi một chút. Vậy nắng ráo như này thì tất cả mọi cái sơn của bác thì đều khô hết. Đấy, hai anh em thì phải nói là cực kỳ mà thương yêu nhau để cùng nhau cố gắng mà đồng bọc lẫn nhau các bác ạ. Cái phòng ngủ bên trên lâu chưa? Lâu à? Cái nhà vệ sinh xem là cọ sự không, nên lấy cọ, lấy cái chổi chít kia ra cọ đi. Đây, ở đây thì cũng rất là mong các bác sẽ thông cảm cho Lực. Chắc chắn là khi mà cho Lực đăng tải cái thước phim này lên thì có một số bác nói cho Lực rằng là sao không mua cái chổi lâu kia cô bác. Đấy, nhưng mà ở trên xá thì nãy cháu Lực lên thì người ta là không có bán, thì ra là cháu Lực phải dùng phương án này đã, để mà hôm nào mà mấy anh em đi xuống huyện ấy thì mấy anh em sẽ mua lên luôn. Ở đây là ba bạn của Hải với Sử. Nào thanh niên này, gửi lời chào với nào các bác nào. Rồi, rồi nào thanh niên áo xanh như nào, con chào các ông các bà. Rồi nào thanh niên kia đi đâu này. Chào các bà. À, ôi toát hết mồ hôi rồi ấy nhỉ. À, ở đây là bạn nhỏ này, là con của nhà chú của bác ạ.
Đấy, ở trong cái phần là phòng cái phòng khách với lại phòng ngủ với lại trong nhà, tất cả mọi cái trong nhà thì nó là đều nó là nguyên một màu cô bác ạ. Đấy, hai anh em thì đang cùng nhau lau ở trong phòng bên này này cô bác. Đấy, bây giờ thì chưa cái phần là bồn rửa tay cô bác, thì hôm nào mà anh em thợ mà lên lắp cái bồn nước này thì cháu được xé lựa chọn là cho mấy anh em thợ là đặt luôn. Hôm nọ thì các anh thợ xay thì cũng định gắn cho cháu được rồi, nhưng mà hôm đấy là do là không có đinh nở nên là không có gắn được. Đấy, ở đây thì phải nói là các anh vào đi vào sơn của bác này che rất là kỹ, thành ra là không có xi, không có bị dính sơn ấy, không có bị dính vào cái phần bếp thái này để mình nấu cơm cả. Sự ra mà nếu mà ô chuối mà cất đến bèo mà. Hay còn là cái phần bụi này thì chắc chắn là phải lau thêm là một hai lần nữa thì nó mới sạch bong được, nó sẽ hết cái bụi bẩn của nó đi được. Đấy, ở đây thì cái phần sơn này cô bác thì cũng được là các bác gửi cho cháu Lực để mà cháu Lực vào hoàn thiện nốt cái phần sơn nhà đấy nữa. Cái phần sơn này thì cháu Lực không có trích cái tiền nào quý ra. Đấy, cái tiền sơn này thì ông nội cháu Lực cũng đã là công khai lên rồi và làm hết đi là nguyên tiền công thợ với lại sơn thì hết là 19 triệu. Ở đây thì khi mà cháu Lực khoán cho mấy anh em thợ, cháu Lực chỉ biết là khi mà cháu Lực nhận lại được cái một cái ngôi nhà mà nó đúng ý với lại cái màu sơn mà cháu Lực chọn và đúng như cái tiêu chuẩn mà nó phải là gọi là đẹp và mịn đấy cô bác. Ở đây thì khi mà sờ vào những cái bức tường, những cái phần sơn đấy cô bác thì rất là mịn màng, không có bị dính vào tay hay là bị dính vào áo gì cả. Và ở bên ngoài này thì cháu Lực có kẻ thêm một cái phao chỉ từ phòng khách đua ra đến cái phần phòng ngủ. Đấy, để làm sao cái phần này thì để nó gọi là mình sơn một cái màu mới để cho nó nổi trội hơn, nổi trội với ngôi nhà một chút. Và tất cả cái chỗ mà cháu Lực những cái phần trên khung cửa sổ của bác thì cháu Lực đều là lựa chọn là cái màu này cả. Đấy, ở bên này cũng thế các bác ạ. Đấy, cháu Lực chỉ gọi là nó là một cái điểm nhấn ở cái ngôi nhà luôn. Còn ở phần bên trên chữ A kia thì cháu Lực cũng đã sơn thêm là một cái viền mà bao quanh cái phần chóp chữ A kia và cái phần ô tròn kia nữa. Đấy, bây giờ thì Hải là dùng cái chổi ra quét sân một tí nhá. Cái này sân này thì còn khá là nhiều này. Bây giờ thì đi nhặt những cái bao tải giặt rác trước đi. Rồi. Có đẩy được xe chưa? Hả? Đẩy được một tí thôi à? Đấy, nhặt là những cái thước này. Đấy, nhặt cái thước này, cái bay này để ra, để gọn ra lúc nào mà mình cần thì mình lại dùng tới. Cái kia để một chỗ. Còn những cái này này một tí nữa thì mình đốt đi. Này, cái tấm này thì bây giờ dùng không có được nữa rồi cô bác ạ. Nó bị dính sơn khá là nhiều rồi, thành ra là mình không tận dụng lại để mà làm gì nữa. Một tí nữa mình kê cái xuống kia xong rồi đốt ở dưới kia luôn. Xong là mấy cái bao tải đây này. Không biết là anh Sử có cầm mà theo bật lửa không? Anh có bật lửa trên này không? Không có, không có à? Không có thì em chạy xuống nhà lấy bật lửa đấy nhá. Vâng.
Này, cái kia thì nó dính khá là nhiều sơn rồi các bác, thành ra là mấy anh em không có tận dụng nữa, cho nên là bắt buộc là phải đốt nó đi để cho nó gọn gàng lại cái nhà cửa. Sứ ơi, dắt cái xe ra bên kia đây em. Đấy. Dắt xe ra đã. Xe thì cũng được là bác Trần Thị Tiên, là bác mua cho em Sử của bác. Đấy. Bây giờ anh em mình lại dọn dẹp thêm một lần nữa. Đấy, chỗ để bên này cũng rất là rộng rãi của bác nhá. Đấy, ngang tầm là một cái xe luôn. Đây, đốt đấy luôn. Đúng rồi, đốt đấy luôn. Ở đây không có dây điện này, tí mình đốt đấy luôn. Đấy, dọn dẹp lại sân vườn một chút. Ui, trúng hải nhá. Đi trúng hải ấy. Đấy, khi mà chắc là độ tầm 3 ngày nữa thì mấy anh em bên cơ khí đã sẽ lên lắp cửa cho lực rồi cô bác. Cháu Lực cũng đọc được một số bình luận ở trên kênh nói cháu Lực rằng là các bác chờ lắp cửa rất là lâu các bác. Thật sự ra cũng rất là lâu rồi, thì cháu Lực cũng rất là mong các bác sẽ thông cảm cho cháu Lực. Tại vì là trong quá trình mà mấy anh em thợ làm ấy, thì cơ khí làm ấy, thì có một anh là gặp tai nạn các bác. Tai nạn trong cái nghề nghiệp, thành ra là cái tiến độ của nó sẽ chậm hơn một chút. Cái đá sỏi này thì là hôm qua các con của nhà chủ ấy đã mang ra để mà mang ra để đây để nghịch để chơi cô bác. Đây, vừa rồi thì đã nghe ra là cháu Lực mua thêm một cái chổi chít nữa để mà quét sân thì nó sẽ hợp hơn, cái chổi mà làm bằng tre cô bác. Bây giờ thì em sửa đang đi lấy tạm cái cây để về mà để mà quét. Một tí nữa thì cháu Đức sẽ thông qua cái tiền sơn thêm một lần nữa cô bác nhé. Cái tiền mà các bác gửi tiền sơn cho bao cháu để mà hoàn thiện nốt cái phần sơn nhà. Đấy, cái tấm bìa đốt trước đi Hải. Sân thì cũng một cái khoảng sân mà cũng rất là rộng cô bác nhé. Đây, sau khi mà gọi là đổ xong mình dọn dẹp mà tất cả mọi cái thì đâu đó thì nó sẽ rộng rãi đi. Còn là như nếu mà mình để mà chật vật ấy, thì nó cũng sẽ rất là hẹp thôi. Ấy, chúng Hải nhá. Đốt được chưa Hải? Cháy chưa? Quách Hải tránh ra nhá. Toàn đá nhỏ thôi ấy. Tránh ra Hải nhá, toàn đá nhỏ thôi đấy, tránh ra đi.
Trời. Ở đây thì trong nhà khi mà mình đã sơn cái màu màu sáng lên rồi thì dù trời tối tối thì mình đi vào trong thì ngôi nhà nó vẫn sáng trưng của bác ạ. Phòng ngủ bên này cũng thế này của bác này. Bây giờ thì hiện tại là trong nhà thì khá là tối rồi của bác nhá, khá là tối rồi. Đấy, cháu Lực ghi hình thì vẫn còn là rất là sáng. Đấy, ở bên ngoài của bác này, ở bên ngoài thì trời vẫn còn sáng, chưa có tối mấy, nhưng mà vào trong nhà thì khi mà mình đã làm nó kín đáo thành ra là nó không có lọt được ánh sáng và phòng ngủ khá là nhiều cả. Đấy, còn nhưng mà ở riêng phòng khách thì nó có tất cả là 4 cái cửa sổ của bác ạ. Đấy, còn là ở phòng bên này thì chắc chắn là sau này hai anh em thì sẽ lựa chọn là cái phòng này để mà ngủ rồi cô bác. Tại vì là có thể như là một góc cửa sổ thì mình sẽ đặt cái góc học tập của hai anh em ở đây. Đấy, ở bên này thì sẽ giúp cho hai anh em là sẽ quan sát được thấy nhiều hơn. Đấy, phần trên trần trên tất cả mọi cái thì cũng sơn hết cô bác nhé, phần trần đó. Mấy anh em mà lau dọn xong thì sàn nhà sạch cả bông rồi. Hai đốt xong chưa? Đốt được chưa? Cháy chưa? Xe máy bao nào mà nó bị hỏng ấy, mình không dùng được nữa thì cũng đem đi đốt hết đi để cho nó gọn gàng lại một chút. Để ra kia luôn hay là đốt đấy? Đốt đấy không được à? Nhìn từ xa này của bác này, ngôi nhà của bác cháu khi mà được sơn xong đấy. Đây, ở đây thì khi mà cái màu để mà cháu Lực lựa chọn làm cái phần phào chỉ của bác, cháu Lực nhìn ở ngoài nó màu nó rất là nổi, rất là đẹp rồi. Nhưng mà sau khi mà cháu Lực ghi hình lên thì nó có vẻ như là nó cắt bớt đi một chút là màu ấy, nó hơi nhìn nhạt nhạt một chút. Bỏ lại cái bao này lại đi. Đấy, cái bao này thì bỏ lại đi. Cái bao này anh nhìn thấy vẫn còn nguyên vẹn này. Đấy, bao này thì cất đi, giặt chú nó. Nhưng mà nó cũng dính sơn khá là nhiều rồi. Sửa ạ. Nó dính sơn hết rồi. Cái bìa cát tông kia thì đừng có đốt nha Hải nhá. Hải thì có vẻ tóc nó hơi dài rồi nhỉ Hải nhỉ? Hôm nay nhìn mặt Hải buồn buồn đấy. Không buồn đâu á?
Ở đây thì cái phần sơn nhà của bác này, đáng lẽ ra là nếu mà cháu Lực lên thì ghi hình được cái quá trình mà các anh sơn, thì nó có thể là giúp cho cháu Lực có thêm cái video này. Nhưng mà do là các anh cũng bận cái công việc ấy, và các anh lên thì các anh tập trung lên trên này khá là đông người các bác ạ. Một cái ngôi nhà như này gọi là 72 mét vuông thôi, các anh rất là đông người sơn, gọi là chỉ hoàn thiện trong một ngày rưỡi thì các anh hoàn thiện xong, thì các anh còn là đi về thêm cái công đi thêm làm một cái công trình khác hay là việc khác cháu Lực cũng không có biết. Tại vì là các anh ở trên này thì gọi là mọi cái các anh sinh hoạt thành ra là rất là khó khăn, cho nên là các anh muốn là tranh thủ để mà hoàn thiện xong. Ôi con gà này gà ở nhà ai đấy xử. Gà này, không còn lông ở cổ hết rồi. Gà nhà chú bên kia chọi nhau à? Hôm nay thì mấy anh em cũng đã dọn dẹp lại nhà cửa thêm một chút rồi của bác. Có lẽ là cái thước phim này cháu Đức đăng lên thì cô bác sẽ nhìn nhận được rằng là ngôi nhà của bác cháu hiện tại là có một cái diện mạo rất là mới của bác này. Đây, như cháu Đức đăng ghi hình lên, cô bác có thể nhìn thấy là nhìn vào ngôi nhà rất là mịn màng của bác ạ. Ở đây thì khi mà các anh em thợ vào làm thì các anh em thợ cũng đã dùng cái máy trà của bác, máy để trà hết tất cả tường ngóc ngách mọi cái, thành ra là rất là phẳng. Đấy, bây giờ sơn lên thì nhìn trông rất là mịn của bác. Đấy, còn là về cái khoản tiền sơn này thì cho cháu Lực xin được nói thêm một chút của bác nhé, là thứ nhất là có bác Kim Hoàng ở Mỹ là gửi 3.100.000, và thứ hai thì có chị Trần Đỗ Giáng My ở Hồng Kông là 2.500.000, và thứ ba thì có hai chị Nguyệt Thúy là 2.000.000, và thứ tư thì có bà Vương Kim Thanh ở Mỹ là 2.4.824.000. Thứ năm thì có bà Sang Du Oliva là ở Mỹ là 4.824.000, và thứ năm thì có bà Mary Vương gửi 2.412.000, và thứ bảy thì có bà Đàm Thị Thảo gửi 1.206.000. Tổng cộng cháu Lực nhận được cái khoản tiền sơn này thì là 20.866.000, và trong đó thì cháu Lực đã chi đi tiền sơn của mấy anh em công thợ tổng tất cả là 19.000.000, và còn dư là 1.866.000. Thì cháu Lực đã xin các bác là cháu Lực sẽ mua xi để mà mấy anh em đã tự làm cái phần sơn này của bác này. Đấy, sơn này thì cháu Lực mua hết là xi thì mua hết là 2 tấn là 2.000.000 đồng, và mua trong lúc mà anh em đang làm ấy, cháu Lực có mua lên nước ngọt với lại thạch là 150.000, và thêm mua thêm một cái thước để mà mình gạt đấy, đấy là hết là 100.000. Thì tổng cộng cháu Lực chi cái phần sân này là hết là 2.250.000. Hay còn phần mà còn thiếu thì cháu Lực sẽ trích cái tiền bên quý ra để đáp vào bên cái phần của các bác gửi và cho cháu Lực cô bác, để cho nó được vào hoàn thiện nhất. Đấy. Hôm nay thì nhìn thấy cái màu sơn nhà bên này thì đã ưng ý chưa? Có. Có à? Vâng. Ở bên này thì có thể như là ngôi nhà sẽ có rất là nhiều các bác hàng xóm nói rằng là không nên sơn. Có bác nào nói không? Có. Có à? Vâng.
Bác người ta nói như thế nào? Nó bảo là sân không đẹp ạ. Là bảo là sơn không đẹp à? Vâng. Đấy, ở trên cháu Lực cũng phải nói là trên chỗ khu nhà có sử thì người ta chỉ thích là màu mè đúng không? Vâng. Như kiểu thích màu đỏ hay là màu xanh đúng không? Vâng. Đấy, lúc trước thì anh cũng định lựa chọn là những cái màu đấy để mà sơn rồi. Đấy, nhưng mà các bác cũng dặn cháu Lực là, bác dặn anh là cái mình nên sơn cái màu này thì nó sẽ đẹp nhất. Vâng. Đấy, sơn ở đây thì nhìn ở đây thì mình sơn ấy thì không phải là sơn như kiểu là cái màu này ở phần bên ngoài vào nhìn thì nó sẽ hơi kiểu là ngôi nhà nó hơi đen đen một chút đúng không? Vâng. Đấy, nhưng mà ở đây thì tất cả hoàn toàn là bằng sơn xịn hết cho nên là không phải lo nhá. Vâng. Cái khoản này nhá. Vâng. Đấy. Có lẽ rằng là có các bác ở trên bản thì người ta chỉ thích là cái màu sơn mà màu sơn nào mà đỏ như xanh nó nổi trội thôi. Vâng. Đấy, nhưng mà các bác lại không có biết rằng là những cái màu sơn là màu thẩm mỹ. Vâng. Đấy. Đấy, còn là hiện tại thì ngôi nhà cũng đã sơn xong rồi. Vâng. Đấy, sơn màu nào là mình nhìn cho nó đẹp nhất là có thể. Đấy, nhưng mà khi mà sơn xong thì em có thích cái màu này không? Có ạ. Có à? Vâng. Đấy, thế dù các bác hàng xóm có nói gì thì em vẫn gọi là thích cái màu này đúng không? Vâng. Rồi. Đấy, còn là cái thước phim này cũng khá là dài rồi các bác ạ. Rất là cháu Lực cũng xin kết thúc ở đây thôi các bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những số tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào các bác. Chào sự, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị.